Và đúng là phát hiện bệnh đái tháo đường muộn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Đối với bệnh nhân đái tháo đường thì phát hiện bệnh sớm đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và cụ thể thì chúng ta có thể phát hiện sớm bằng cách nào thưa bác sĩ Bùi Thị Ngọc Tú? Kính chào quý khán giả. Thì cũng như là thạc sĩ bác sĩ khoa vừa mới trình bày tại sao mà đái tháo đường là ngày nay bị phát hiện muộn. Thì ngày nay khi mà xã hội ngày càng phát triển thì cũng như nhận thức và trình độ con người càng được nâng lên, thì cái việc chủ động tầm soát phát hiện đái tháo đường sớm cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta phát hiện sớm đái tháo đường thì sẽ nhằm hạn chế tối đa được những cái biến chứng do đái tháo đường gây ra. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là có phải tất cả mọi đối tượng đều phải nên tầm soát đái tháo đường hay không? Thì theo hướng dẫn từ Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2022 thì cũng hướng dẫn nêu rõ chúng ta tầm soát đái tháo đường trên những đối tượng nào. Thứ nhất là trên những đối với người trưởng thành, tức là trên 18 tuổi không có triệu chứng thì chúng ta tầm soát ở nhóm đối tượng sau. Thứ nhất là người có thừa cân hoặc béo phì, tức là tính theo chỉ số BMI cơ thể đó là cân nặng chưa chiều cao bình phương thì nó sẽ lớn hơn bằng 23 kg trên mét vuông, có kèm một trong các yếu tố nguy cơ sau thì chúng ta nên tầm soát. Một là có người thân trực hệ, tức là ba mẹ anh chị em ruột mắc bệnh đái tháo đường, hoặc có tiền sử là bệnh lý tim mạch, hoặc có tiền sử là đang điều trị tăng huyết áp, hoặc là huyết áp lớn hơn hoặc bằng 140 trên 90 mm thủy ngân, hoặc có rối loạn lipid máu, hoặc đối với phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang, hoặc là đối với những người mà có lối sống tĩnh tại, ít vận động, hoặc là những người mà có đã được chẩn đoán trước đây đái tháo đường thai kỳ, hoặc là đã được chẩn đoán tiền đái tháo đường, thì những đối tượng này nên được tầm soát đái tháo đường. Nhóm thứ hai nữa là đối với nhóm không có triệu chứng mà cũng không có thừa cân béo phì thì chúng ta nên tầm soát ở độ tuổi nào? Thì trước đây thì người ta khuyến cáo, hiệp hội khuyến cáo là nên tầm soát ở độ tuổi từ 45 trở lên. Và theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2022 thì số tuổi này thay đổi là chúng ta nên tầm soát bắt đầu từ năm 35 tuổi. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ tầm soát bằng cách nào? Thì đơn giản là chúng ta nên đến một cơ sở y tế nào đó gần nhất chúng ta mà nơi đó có thể xét nghiệm máu được, mà đặc biệt là phải rút máu của tĩnh mạch và rút máu vào thời điểm là đói, nhịn đói hơn 8 tiếng qua đêm. Thì khi mà rút máu thử đường huyết trong máu thì sẽ ra một con số cụ thể, thì lúc đó bác sĩ sẽ giải thích cho chúng ta hiểu là cái tình trạng cụ thể của chúng ta có đái tháo đường hay không. Và nếu như kết quả bình thường thì chúng ta sẽ lặp lại mỗi 3 năm một lần. Và thời điểm 3 năm này có thể thay đổi sớm hơn nếu như chúng ta tùy thuộc vào những yếu tố nguy cơ cũng như là những cái triệu chứng mà trong cái quá trình đó. Xin hết ạ. Vậy là xin cảm ơn bác sĩ Tú ạ. Và chúng ta nên tầm soát sớm để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường, từ đó chúng ta cũng có thể điều trị và kiểm soát được căn bệnh này. Và với bệnh đái tháo đường thì nguy hiểm nhất chính là những biến chứng trên sức khỏe của bệnh nhân. Và xin được hỏi thạc sĩ bác sĩ Võ Tuấn Khoa là đó là những biến chứng nào ạ, thưa thạc sĩ? Thưa MC Hải Yến, bác sĩ Tú và cùng quý vị khán thính giả, thì đái tháo đường nó là một bệnh lý toàn thể, nó tác động chủ yếu lên những cái mạch máu trong cơ thể con người mình. Và như vậy chúng ta thấy á, tất cả những cái cơ quan bộ phận cơ thể con người thì chỗ nào cũng có mạch máu cả. Và như vậy chỗ nào có mạch máu thì chỗ đó xuất hiện những cái biến chứng của đái tháo đường. Thì cái ngoài cái tác động liên quan mạch máu này đó, thì cái biến chứng của đái tháo đường có thể xuất hiện cấp tính hoặc là mãn tính. Do đó thì người ta chia ra cái biến chứng đái tháo đường đó gồm là các cái biến chứng như sau. Thứ nhất đó là biến chứng cấp tính. Biến chứng cấp tính là bao gồm ba biến chứng sau đây. Thứ nhất là hôn mê, nhiễm cái chất cetonacid do cái đường trong máu mình tăng lên cao. Biến chứng thứ hai là hôn mê tăng áp lực thẩm thấu máu, tức là tình trạng mà đường tăng cao quá làm tăng cái áp lực mà trong máu của mình. Và cái thứ ba là hôn mê hạ đường huyết quá mức. Thì đây là những cái biến chứng cấp tính của bệnh. Ngoài ra, một trong những cái biến chứng mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nhiều nhất đó là những cái biến chứng mãn tính. Thì như tôi đã trình bày, những cái biến chứng mãn tính này nó liên quan chủ yếu về mạch máu. Do đó thì trong chuyên môn
người ta chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái biến chứng mạch máu lớn và nhóm thứ hai là những cái biến chứng mạch máu nhỏ. Thì những cái nhóm biến chứng mạch máu lớn là gồm những cái biến chứng gì? Thì chúng ta biết là những cái người mà đái tháo đường á, hay có cái tình trạng đột quỵ não, và ngoài ra có thể bị vấn đề là nhồi máu cơ tim cấp. Và một cái biến chứng nữa là nó gây tắc nghẽn các cái động mạch ở dưới chân và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là loét chân không lành. Một cái biến chứng chia theo biến chứng mạng tính về mạch máu nữa và những cái biến chứng mạch máu nhỏ. Đó là cái biến chứng bệnh võng mạc. Bệnh võng mạc nó là cái phần mà tế bào thần kinh mà nó cảm nhận, nó thu cái những cái hình ảnh khi mà chúng ta nhìn một cái vật thể. Thì quý vị biết đó, khi mà cái võng mạc này nó bị hư đó thì nó dẫn tới là cái người bệnh sẽ bị mù lòa, và như vậy là hơn 50% các cái trường hợp mà mù lòa đó thì nó liên quan về vấn đề đái tháo đường. Ngoài ra một cái biến chứng nữa là cái biến chứng nó làm cho bệnh thận mạng. Thì chúng ta biết đó là những cái người mà phải thay thế thận như là thắng thường phúc mạc hoặc là chạy thận nhân tạo hoặc là ghép thận đó, thì thường là nguyên nhân phần lớn là liên quan với đái tháo đường. Và cuối cùng nữa là gì, là một cái biến chứng mà gọi là nó tổn thương những cái dây thần kinh ở dưới ở khắp cơ thể, mà đặc biệt là tổn thương cái dây thần kinh ở dưới chân, ở dưới cái ở bàn chân của người bệnh. Thì khi tổn thương những cái dây thần kinh này đó thì nó làm cho cái người bệnh mất cái cảm giác bảo vệ bàn chân. Tức là bình thường khi chúng ta đi đó, chúng ta giẫm phải dị vật và chúng ta thấy nóng, chúng ta thấy lạnh, thì chúng ta sẽ nhìn xuống cái chân và chúng ta xem có cái chân chúng ta có vấn đề hay không. Thì những cái người đái tháo đường và lâu năm bị cái biến chứng thần kinh này đó, nó làm cho người ta mất cái cảm giác, và đôi khi người ta đạp hoặc người ta hơ nóng cái chân, hay người ta bị những cái tác động lên trên cái bàn chân, người ta không biết. Và đây là cái tiền đề có thể dẫn đến cái tình trạng loét chân, nhiễm trùng chân, và có thể dẫn đến tình trạng là phải mất cái chân do cái nhiễm trùng. Thì trên đây đó là những cái biến chứng của bệnh mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà người bệnh cần nhận biết được những cái biến chứng này để chúng ta có cái kế hoạch ngăn ngừa.